anh em đang xem kênh Cá Kiển Chấm Với Em của mình. Thì trong đoạn clip hôm nay với chủ đề mình sẽ quay cho anh em xem một số dòng cá săn mồi size bé bé. Rồi thì mình cũng mới vừa về và vớt lên được vài chú để mình quay cho anh em xem và tham khảo nha. Rồi đầu tiên đây là dòng cá thác lát, hay còn gọi là cá nàng hai. Thì mình sẽ nói những cái dòng cá nào nó ăn mồi như thế nào và cũng như là nó sống như thế nào là khỏe nha. Đầu tiên đây là dòng cá thác lát. Cái độ lớn nó là nó khoảng là 5-6 kg, cái nước có độ lớn đó các bạn ha. Đó thì nó ăn thức ăn và ăn những cái dòng tép các con ha. Nó cực kỳ là dễ nuôi luôn. Nếu chúng ta cái hồ tương đối rộng, không cần oxy, không cần lọc nước, nó vẫn sống bình thường nha. Rồi đây là cá thác lát. Cái size nó là khoảng 25, xin lỗi, 2.5 tay đó, nó cái bề cao ha, và chiều dài nó khoảng là 25 cm. Rồi dòng cá tiếp theo đây là dòng cá tay tượng vàng Amino. Cái size bé này là 3 ngón tay đó, 3 ngón tay. Thì cái dòng này có cái độ lớn nó là khoảng bàn tay nha các bạn, bàn tay thôi chứ không có lớn hơn đó. Nhưng cái màu sắc nó cũng khá là bắt mắt và đẹp. Tay tượng vàng Amino. Còn phía trong thì đó là tay tượng châu Phi. Dòng cá đen bông cam, bông cam đỏ nha. Còn này là cá vàng bông cam hơi vợt. Đây là dòng cá tay tượng châu Phi và Amino, nó phân ra hai loại nha các bạn. Đây là dòng cá săn mồi thứ hai. Cái dòng này cũng khá là dễ nuôi. Tuy nhiên nó cũng hay bị nấm lắm. Anh em nuôi thì mình cho một ít muối hột vào để chúng ta phòng bệnh cho nó nha. Rồi đây là dòng tay tượng. Và kế đến dòng cá mọc thái, ở mình là gọi là cá tra trắng mắt đỏ nha các bạn. Đây mắt đỏ. Thì dòng cá này thì nó cũng tương đối là hiền. Nó lanh lanh thì thôi, nó rất là hiền chứ nó không có hung dữ. Thì này nó ăn được mồi và lẫn cá con cũng như là mồi sống nha các bạn. Còn phía trong kia là cá kim sơn. Lòng cá nó thì nó cũng hiền luôn. Nó rất là hiền mà nó rất là lanh nha, hiền và lanh. Rồi cái đến là dòng cá lóc thái. Cái dòng cá nó khá là lâu nó mới xuất hiện lại nha các bạn. Lúc trước mình bán cũng thường dòng này lắm, nhưng mà hiện tại là nó mới tinh luôn, hiện tại là mới tinh luôn. Nó bán là khoảng nửa năm có các bạn, không biết một số nơi anh em có hay không nha. Còn cái shop mình là nó mới có thôi. Đây là dòng cá lóc thái. Một dòng cá nói chung là cực kỳ dễ nuôi nha, cực kỳ dễ nuôi luôn. Và cái đầu săn mồi nó rất là lanh lẹ. Thì cái này các bạn có thể là nuôi cộng đồng với nhau. Con này cái độ lớn nó là khoảng cùm tay nha mọi người nha. Đó, cái độ lớn nó khoảng cùm tay. Sống nó cực kỳ là mau lớn luôn nếu anh em thúc mồi nha. Con cá này rất là nhanh lớn, lẹ lớn cực kỳ luôn. Các bạn có thể là nuôi cộng đồng nhiều thứ với nhau. Các bạn thả một cá hai con các bạn thả cộng đồng cái hồ lớn. Tuy nhiên các bạn phải cho nó ăn mồi đủ nha. Có thể là một số nó sẽ hung dữ, nó cắn nhau cũng có nha các bạn. Mặc dù là các bạn nuôi cộng đồng nhưng mà bạn cho nó ăn đầy đủ thì cái chuyện sinh sự với nhau là ít có nha. Rồi và tiếp đến là dòng cá chim phất tài. Cái anh này cũng rất là hung dữ nha, chứ không phải là hiền đâu. Các bạn nuôi mà cộng đồng á thì nó đỡ, các bạn nuôi riêng riêng một thời gian mà các bạn bỏ những cái dòng khác có thể là nó sẽ cắn nhau luôn. Cái dòng này cái độ lớn nó là khoảng bàn tay xè mình thẳng nha, khoảng cái bề gáy nó khoảng 1 gram hơn các bạn, nó rất là to. Cái nào mình thấy thực tế thì mình nói như vậy thôi. Con này thì nuôi cộng đồng thì nó cũng khá là lớn đó. Đây là dòng cá kim phất tài. Nó thì đây mình giới thiệu cho anh em vài mẫu để anh em xem và tham khảo nha. Đây là kim phất tài. Kế đến là cá lóc thái. Đây là cá mập thái, hay còn gọi là cá trê trắng mắt đỏ. Bên kia là cá kim sơn.
Và tiếp theo đây là dòng tai tượng châu Phi và tai tượng vàng Amino. Và cái dòng ở đây là cá nàng hai, hay còn gọi là cá thác lắc cồm ở vùng quê mình đó các bạn nha. Rồi thì video mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Mình cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Anh em có muốn mà yêu cầu mình quay những cái dòng cá gì thì anh em có thể là bình luận ha, để mình biết. Thì những cái dòng cá này thì anh em có thể mua kèm và đơn hàng tối thiểu là 250k nha. Rồi mình sẽ ship code cho anh em trong đơn hàng tối thiểu là 250k. Thì hiện tại là gửi rất là khó khăn anh em nha, nên anh em thông cảm về vấn đề số tiền ít nhiều gì đó, nhưng mà tối thiểu là 250k. Tại mình đóng thùng nè, mình chạy đi gửi cũng rất là vất vả nha anh em đó, chứ không phải là mình chế ít mà mình không bán, nên anh em thông cảm nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.